Ok, mọi người có hỏi về ngành bất động sản và chứng khoán thì anh sẽ nói trước nhá, đổi vị. Thì thực ra là nghĩ rằng bất động sản thì thực ra cũng phải chia sẻ mọi người là nếu mà đánh giá cơ bản của bất động sản thì sẽ cực kỳ khó, cũng rất khó, và tại vì chúng ta cũng không biết cái dịch bệnh này và doanh nghiệp bất động sản nó sẽ hạch toán lợi nhuận như thế nào. Rất nhiều người có nghĩ rằng câu chuyện nó bàn giao đúng không, ví dụ bây giờ dịch bệnh thì bàn giao chắc gì nó đã bàn giao được đúng không, không bàn giao được thì mọi người cũng không thể chắc chắn là cái nhóm này nó sẽ gọi là nó sẽ có thể tích cực. Tờ về cơ bản của bất động sản này đó là cực kỳ khó dự, thì ông sẽ chỉ phân tích một vài cổ phiếu mạnh nhất trong ngành bất động sản của đợt rồi để mọi người có thể cân nhắc. Thứ nhất là về đích, thì thực ra đích thì cái câu chuyện là nó tăng vừa rồi thì nó cũng kéo khá nhiều, nó kéo gọi là, nói khách quan thì nó kéo một cách gọi là hơi thái quá đúng không, có thể coi là hơi thái quá với bất động sản. Thì thực ra đích thì nó sẽ còn một vùng hỗ trợ ngay tới đây thôi, thì nó sẽ là vùng cũ cùng kẻ cho mọi người, nó sẽ đâu đó khoảng quanh 31. Thì nếu đích mà nó thủng 31 thì nghĩ là có thể cái trend tăng ngắn hạn của nó đã bị ảnh hưởng và nó sẽ cần mất thời gian để ổn định hơn. Và bất động sản là nhóm ngành nó giảm trừ những cổ phiếu xuất sắc, tuy nhiên có ví dụ những cổ phiếu đang pick như CR nó chẳng ảnh hưởng gì cả đúng không, thì đây nó vẫn là cổ phiếu mọi người để giữ được. Nhưng mà đa số của bất động sản được rồi cuối tuần được rồi như Hà Đô này, ông HDC, HDC thì không giảm mấy, thì chắc HDC sẽ không vấn đề gì. HDC nó chạm trên ngay nó sẽ bật lên. Thế đích này, nhà Từ Liêm này, rất nhiều cổ phiếu cuối tuần rồi nó giảm rất là mạnh. Có những cổ phiếu mà có ban lãnh đạo đăng ký bán ra. Có mọi người để ý, có ban lãnh đạo đăng ký bán ra. Nhà Từ Liêm, đích cũng khá nhiều cổ phiếu. Thì ông nghĩ rằng với những cổ phiếu này thì nhóm bất động sản nó sẽ có ngày mai để quyết định. Nếu mà ngày mai khi tức là chúng ta đang đặt cửa nếu thị trường có thể phục hồi đi, mà nếu bất động sản nó không phục hồi một cách tướng thì nghĩ rằng mọi người nên hạ bớt tỷ trọng nhóm này, tại vì dù gì với một cái vùng nó tăng tương đối nhiều, tất nhiên nhóm này nó vẫn đánh giá là nhóm mạnh tại vì một phiên nó chưa quyết định nhá. Chúng ta nói là phiên ngày mai nó sẽ rất quan trọng, mọi người sẽ cần lưu ý nhóm bất động sản. Ngày mai nó sẽ là nhóm rất là quan trọng. Thì với những cổ phiếu nào trong bất động sản mà ngày mai nó gọi là phục hồi yếu ớt hoặc là nó đã giảm đến cả 10% từ đỉnh thì quan điểm vùng là mọi người nên bán nếu mà trong bất động sản, và mọi người sẽ phải cô đọng lại tại vì trong bất động sản có thể nó sẽ không thể lên tất cả một lần nữa được mà nó sẽ phải phân hóa vào từng doanh nghiệp, nên là mọi người cũng sẽ phải tập trung. Thì nếu ai mà tất nhiên bất động sản rồi lên mà ai bị lỗ thì chắc cũng phải xem lại cái điểm mua một chút đúng không? Có thể mình mua nó chưa đúng điểm, còn nếu mà ai mà bị lỗ quá 5% đến 10% thì quan điểm vùng là mọi người có thể hạ 1/2 trước. Còn nếu mà cuối phiên ta khi nào mà nó làm mọi người lỗ đến 8-10% thì mọi người nên bán hết. Đấy là về cắt lỗ nếu ai mà bị lỗ. Còn nếu ai chốt lời thì quan điểm vùng là mọi người sẽ nâng cái lệnh dừng lãi của mọi người lên. Ví dụ như là Từ Liêm sẽ nâng lệnh dừng lãi lên cái vùng kẻ hỗ trợ này, nó khoảng 31.3. Và rất nhiều cổ phiếu nó sẽ cái vùng hỗ trợ kiểu đấy. Trước ví dụ NLD nó pick cho mọi người một lần đúng không? Thì mọi người sẽ kéo cái vùng hỗ trợ lên đâu đó khoảng tầm 21.3 đúng không? Hoặc kể cả TDC đúng không, thì mọi người sẽ kéo cái vùng hỗ trợ lên, ví dụ dừng lãi của nó sẽ đâu đó khoảng vùng 19.5 thì mọi người sẽ lưu ý. Thì tức là với nhóm bất động sản thì Hùng nghĩ là nó chưa thực sự xấu, nhưng mà nếu thời gian tới nó không đồng hành cùng thị trường thì mọi người sẽ cần phải giảm bớt vị thế nó, và mọi người sẽ kéo cái lệnh dừng lãi mình lại. Thì Hùng vẫn đang theo dõi nhóm này tại vì đợt rồi nó lên mạnh đúng không, nó chỉnh sốc đúng không, nhưng mà cũng có thể coi là lần đầu tiên nó chỉnh trong một cái đà tăng vừa rồi, nên chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý. Thì đấy là hai hướng về cái nhóm bất động sản, thì quan điểm về kỹ thuật của anh là như thế. Chứ ít nhất là sau một ngày thứ sáu thì ranking nhóm này nó vẫn đang là nhóm mạnh đó, và chúng ta sẽ phải chờ đợi trong tuần tới để mọi người đánh giá xem nó còn tiếp tục mạnh được hay không. Thì đấy là cái mà mọi người sẽ lưu ý. Ok, Tuấn Minh có đánh giá gì cơ bản nhóm này không? Về cơ bản thì thực tế thì như em cũng chia sẻ rồi và em chia sẻ cho mọi người đó là theo mình nghĩ thì cái cơ bản của cái nhóm bất động sản thì thực tế là nó cũng không có gì thay đổi nhiều so với tầm 6 tháng trước đây cả, đúng không? 6 tháng trước đây thì quỹ đất nhiều thì vẫn thế, đúng không ạ? Giá bất động sản tăng mạnh cuối năm ngoái thì nó vẫn đang neo ở mức cao, đúng không? Tức là tốt thì vẫn tốt, và cuối năm thì được cái là có rất nhiều dự án nó bàn giao, sẽ được bàn giao vào cuối năm. Nhưng mà với tình hình dịch như này thì rất nhiều dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và những cái tỉnh Nam Bộ thì có thể sẽ bị chậm bàn giao, đúng không? Bây giờ không thể nào ra đường đi nhận nhận số đi nhận bàn giao ký hợp đồng được, đúng không ạ? Thì đấy cũng là vấn đề ảnh hưởng đến cái doanh số, có thể là doanh số và lợi nhuận quý 3 này của các doanh nghiệp bất động sản. Một khi là mở dịch xong thì bắt đầu cái tổ chức bán hàng, tổ chức bàn giao thì nó mới mất thời gian, chắc phải sang đến tận có thể nếu mà quý hơi chậm đúng không? Nếu mà chậm thì có thể phải sang quý 4 thì nó mới ghi nhận những cái dự án như vậy. Thì cũng là một vấn đề với bất động sản trong ngắn hạn đúng không? Dòng tiền có thể hơi hơi bị kém một chút. Và thực tế thì cái câu chuyện mà mình cũng chia sẻ đó là cái
phải nói là kể cả anh Hùng cũng chia sẻ rồi, cái động lực cho nhóm bất động sản có thể đến từ thứ nhất là rất lâu rồi nó chưa tăng, và cái thứ hai là dòng tiền cục bộ của những cái dòng tiền đầu cơ bất động sản bây giờ không quay vòng được ở bất động sản, chủ đầu tư cũng không thể nào giải ngân làm dự án mới được, đúng không? Gom đất cũng không gom được, khiến cho dòng tiền đang bị ngưng lại và nó bắt đầu đổ vào chứng khoán. Và một cái kênh mà thanh khoản tốt nhất và rút ra dễ nhất thì đấy chính là những cổ phiếu bất động sản, đúng không ạ? Thì họ sẽ lao vào đầu cơ, và những cái nhịp đầu cơ thì có thể nó sẽ chấm dứt, và những cái cổ phiếu bất động sản thì nó sẽ phân hóa, đúng không? Còn tốt thì nó vẫn tốt từ 6 tháng trước cơ mà, giờ nó cũng chả thay đổi gì cả. Và câu chuyện chúng ta vẫn nói từ đầu năm chúng ta pick bất động sản rồi, thì câu chuyện là chắc là chúng ta sẽ pick theo cái trạng thái thôi, còn những ai có vị thế trung hạn thì vẫn có thể nắm giữ được và theo dõi với những từng cổ phiếu. Tất nhiên là phải theo dõi kỹ cái động thái của ban lãnh đạo đối với những nhóm bất động sản này, tại vì từ trước đến nay thì mình vẫn vẫn cho rằng cái nhóm này là cái nhóm mà ban lãnh đạo nó khó đoán nhất, đúng không? Tại vì luồng tiền của ông ấy cần rất nhiều để đi thâu tóm đất đai vân vân, và có khi là Novaland mọi người để ý là đi ngang cả một năm rồi không tăng, tại vì họ đi cắm cổ phiếu nó rất nhiều, cổ phiếu toàn đem đi vay margin rồi đi đi cắm cho các đối tác nước ngoài repo, đúng không? Nhìn nợ trên sổ thì thấp thôi, nhưng mà nợ trên thực tế, đúng không, cắm cả cổ phiếu thì nó phải gấp vài lần cả Vinhome như vậy, đúng không? Động lực chính để kéo giá từng cổ phiếu bất động sản nó lại khác nhau trong từng giai đoạn, thì đấy là vấn đề mọi người cần quan tâm. Và có thể có những cổ phiếu đi ngang cả năm, đấy là vấn đề của em chia sẻ một chút về bất động sản. Thì nối tiếp thì có